Xin chào các bạn nha. Hôm nay dàn nhạc mình có đi show sinh nhật đứa em nha các bạn. Rồi đây mình sẽ review sơ cái diện tích mình đang làm cho các bạn xem nha. Rồi đây là chỗ mình làm nha các bạn. Trời ơi, bé này đẹp quá mà trốn. Đây dây chánh, đây nữ dây chánh, đây đang trang điểm nha các bạn. Đó. Quay mặt lại cái ai? Chốn người lắc cũng lên à. Đó. Này nhạc tắt luôn Linh. Mày hôm nay có 9 mâm nha các bạn. 9 hay 10? 4. 8 hả? Bông tươi xanh luôn. Nhỏ nhỏ thôi cho mấy bà kia mày. Không có làm gì tới ngày ôm con gấu không luôn các bạn ơi. Đó. Tìm 50 người đăng ký luôn. Mày mở cái gì dính bán quyền sao mày? Mày né ra coi. Bán quyền coi. Bán quyền nào? Để nó đi. Trời ơi, bài này là tôi mua bản quyền rồi. Dàn nhạc mình vẫn giữ nguyên cấu hình nha các bạn. Ơi. Cho các bạn nhìn thấy mình cũng không review tại vì không có cái gì đổi mới hết á. Cũng như cũ à. Tư đem hình chưa? Tư. Để chết cha quên mua pin nữa. Hai ra ngoài đứng ngồi đi khỏi đem hình. Giờ chừng nào vô hả đem hình ra. Cũng vậy là thấy người khỏi thấy hình rồi vậy. Ở đây khá là lãng mạn thôi các bạn. Xung quanh đây người ta nuôi tôm nuôi cá rồi, chắc đã luôn nha. Hãy chào các bạn. Nổ ra hết luôn à. Đây dàn lòi mình để ngoài đây nha các bạn. Xây luôn, yên tĩnh lắm. Người ta nuôi tôm nha các bạn. Ao tôm khá là bự luôn á. Đây là hồ mạ, khó ai làm việc luôn. Quá sai luôn, sai người ta chùm lên, người ta sợ bị côn trùng cắn đó nha các bạn. Sao bữa nay mình đi đâu mình không thấy đồ đen không nha các bạn. Ở đây lên toàn đồ đen không nè. Đó. Quay mặt lại cái ai. Ai có nhu cầu cần MC thì cứ liên hệ mình nha các bạn. Đây có hai người nè. Ngồi MC thì bị ghiền điện thoại vậy đó. Đẹp lắm mi ơi. Xấu quắc luôn. Hỏi nhận Mỹ có không? Mỹ mỏng chiếc dẹp phải không? Mỹ chiếc dẹp thông sự á. Dùng cái này đủ hết luôn.